Rồi dàn ốc vô này người ta thợ ta sử dụng ta biết chứ cần gì. Đấy. Hôm nay mình sẽ test cái video bắn gầm của cái súng này cho anh em xem nhá. Không cần, tùy anh, đổ cũng được, không đổ. Đó. Ừ, đổ cho nó trơn. Khỏe mà, còn siêu khỏe luôn. Gửi bốn. Cái đồ đúng đồ. Nhà em nhiều mâm lắm. Không 14 đúng không? 14. Nhẹ. Rồi ok. Ủa, nhẹ vậy. Đấy. Anh cho vào bắn lại đi. Đấy. Rồi. Ai mượn lại cho anh em xem nhá. Bắn đi anh. Rất nhẹ nhàng luôn. Cậu quay từ nha anh em nhá. 22, cậu quay 22. Từ thì gà khác còn này là Novo là ít. Đúng rồi, không ai quả bánh sau nhá. Cái gì nữa? Anh bắn lại cho vào bắn lại phát cho anh em xem được không? Thêm do. Mà ăn lắp vào ra thử thêm do hết thành thành lúc sau. Do máy hơi của anh nó đang chuẩn bị hết, nó chảy yếu. Chờ tí máy hơi rồi nhá. Rồi. Đấy, rất là nhẹ nhàng anh em nhá.